Ok, chào tất cả anh em. Hôm nay là một ngày đặc biệt để mình ở đây có thể mở hộp cho anh em một chiếc laptop cũng rất là đặc biệt. Đây chính là Lenovo Legion 9i, chiếc laptop mạnh mẽ nhất trên thị trường hiện tại mà anh em có thể mua được. Và nó cũng đã có mặt tại Việt Nam với cái mức giá là 136 triệu đồng cho cái cấu hình cao nhất. Cách đây vài ngày, mình đã có một cái video trên tay nhanh cho anh em tại cái sự kiện ở Singapore. Nhưng mà lúc đó nó vẫn là những cái nhìn rất là đầu tiên thôi và những hình ảnh của nó chưa có đẹp. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ gửi đến em cái hình ảnh đẹp nhất và chi tiết nhất về Lenovo Legion 9i. Anh em thấy trên cái hộp chúng ta sẽ có vi xử lý đó là Intel Core i9-13980HX. Card đồ họa là RTX 4090, RAM là 32GB và SSD là 2TB. Đây là cái cấu hình mạnh nhất, tốt nhất, xịn nhất ở trên một chiếc laptop Windows mà anh em có thể tiếp cận được. Nền tảng Intel Core i thế hệ thứ 13 á, thì nó đã được trang bị trên rất là nhiều chiếc laptop rồi. Và cái phiên bản mạnh nhất đó là Core i9-13980HX. Nó sẽ chỉ được trang bị trên những dòng laptop gaming flagship thôi, đó là những con siêu cao cấp. Thì Legion 9i là một trong số đó. Ok, thì đây là cái hộp của nó. Anh em có thể thấy là nó có một cái hộp không quá là to. Hồi đầu năm á, mình mở hộp LG Strix K18, cũng là một chiếc laptop gaming có cấu hình mạnh mẽ tương đương như Legion 9i, nhưng cái hộp của nó thì nó rất là to. Và Legion 9i thì cái hộp của nó sẽ có kích thước là 540x121x441mm. Tức là anh em thấy cái hộp nó chỉ giống như là những chiếc laptop thông thường chứ không phải là chiếc laptop gaming. Và bản thân chiếc Legion 9i nó cũng là một chiếc laptop gaming rất là mỏng, chỉ khoảng 19 ly thôi. Và cái lý do khiến cho chiếc laptop này nó mỏng á là nó được trang bị tản nhiệt nước. Thì đây cũng là một chiếc laptop gaming hiếm hoi và gần như là duy nhất trên thị trường hiện tại có được cái hệ thống tản nhiệt nước. Và nó cũng là cái hệ thống tản nhiệt nước mỏng nhất từng được trang bị trên laptop. Cái việc mà trang bị thêm tản nhiệt nước á, nó sẽ giúp cho cái chiếc máy này tản nhiệt tốt hơn. Và Lenovo họ cũng đã tối ưu lại về cái thiết kế, cái phần linh kiện ở phía bên trong chiếc máy này và cái bo mạch chủ nữa. Thành ra là nó sẽ có được một cái độ mỏng rất ấn tượng cho một chiếc laptop gaming có cấu hình mạnh mẽ nhất thị trường hiện tại. Rồi và bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc máy này. Thì anh em cũng biết rằng là Lenovo nhiều năm trở lại đây họ luôn nhấn mạnh rất là nhiều vào cái yếu tố bảo vệ môi trường. Như mình đã từng mở hộp cho anh em chiếc ThinkPad X1 Carbon thế hệ thứ 10. Thì đó là cái chiếc máy có một cái hộp được làm bằng giấy tái chế và nó là thân thiện môi trường, cái hộp rất là đẹp. Thì Legion 9i nó cũng có một cái hộp đẹp tương tự như vậy. Đây chính là cái hộp của Lenovo Legion 9i. Anh em thấy cái độ mỏng của nó không? Cực kỳ là ấn tượng luôn cho một chiếc laptop gaming cấu hình mạnh mẽ nhất. Và chúng ta sẽ mở cái bao giấy này ra. Và đây chính là cái hộp của Legion 9i. Mình đã mở cái máy ra rồi nhưng mà muốn cho anh em xem về những cái vật liệu của một cái hộp của chiếc laptop. Bởi vì từ trước đến nay á, là mình mở hộp hay là mình giới thiệu với anh em về laptop ít khi nào mình lấy cái hộp ra lên lắm, bởi vì hộp rất là to. Thì đây chính là Lenovo Legion 9i. Và đây là một chiếc laptop gaming rất đẹp, rất mỏng. Chúng ta sẽ có một cái hộp khá lớn. Nó sẽ có sạc cáp ở trong này, dĩ nhiên ha. Và để mình xem là cái sạc cáp của nó như thế nào. Trước tiên là chúng ta sẽ có một cái củ sạc lớn như thế này. Đó, và công suất của nó là 330W. Đó, chúng ta sẽ có đi thêm rất là nhiều những cái đầu cắm khác nhau dành cho những cái thị trường, những cái tiêu chuẩn khác nhau. Và chúng ta sẽ có thêm một cái sạc 140W trong này nữa. Và nó là đi theo cái chuẩn sạc riêng của Lenovo. Tức là cái chiếc máy này nó sẽ hỗ trợ sạc thông qua cổng USB-C với công suất là 140W. Nếu trong những trường hợp mà anh em không quá cần thiết về hiệu năng, anh em chỉ muốn nó là một chiếc laptop di động và giải quyết những cái tác vụ nhẹ nhàng, thì anh em không cần phải mang cái cục sạc 330W này đi. Anh em chỉ mang cái cục sạc 140W này thôi. Và anh em lưu ý nha, nó sẽ theo cái tiêu chuẩn riêng của Lenovo, cho nên là anh em bắt buộc phải có cái cục sạc này để anh em sạc được với công suất 140W cho chiếc máy này thông qua cổng USB-C. Đó. Rồi, và một cái phụ kiện rất là độc đáo nữa của Lenovo đó chính là bộ keycap để anh em có thể thay keycap cho chiếc máy này. Đây không phải là một chiếc laptop có bàn phím cơ, nó là bàn phím kiểu chiếc lệch như thông thường thôi, bàn phím dạng cắt kéo, nhưng anh em vẫn hoàn toàn có thể thay keycap. Và Lenovo cho anh em có đến 8 keycap.
để anh em có thể thay cho cái chiếc máy này. Và tất nhiên chúng ta sẽ đi có một cái dụng cụ để tháo keycap, cũng như là anh em có thể thay luôn cả switch ở bên dưới nữa. Nó cũng là switch dạng chiếc led cắt kéo như thông thường thôi, nhưng Lenovo cho chúng ta rất là nhiều những cái switch để chúng ta có thể gắn nó vào, và chúng ta thay những cái phím ở trên này bằng những cái keycap ở đây. Đây là một cái chi tiết rất là mới trên một chiếc laptop gaming thông thường, bàn phím thông thường nha, mình không đang nói đến bàn phím cơ, chỉ là bàn phím thông thường thôi. Thì đây cũng là một cái phụ kiện rất là độc đáo cho chiếc Legion 9i này. Rồi, và đó là những tất cả những cái phụ kiện có trên chiếc Legion 9i. Và bây giờ mình sẽ nói kỹ hơn với anh em về cái chiếc laptop này. Vì sao mình nói đây là một chiếc laptop đặc biệt? Bởi vì ngoài cái cấu hình của nó, ngoài cái độ mỏng của nó, ngoài cái công nghệ tản nhiệt của nó, thì nó còn đặc biệt ở cái bề mặt, đặc biệt ở cái hoàn thiện và cái thiết kế bên ngoài. Legion 9i là chiếc laptop gaming mạnh mẽ nhất của Lenovo, và nó cũng là chiếc laptop có được một cái độ mỏng rất ấn tượng, như mình đã chia sẻ là 19 ly trên cái cân nặng là khoảng 2,5 kg. Anh em để ý về cái phần mặt A này, đây là cái phần mặt A được hoàn thiện, hay nói cách khác là nó được cắt ra từ một cái tấm carbon, và những cái họa tiết ở trên đây nó sẽ là độc nhất. Tức là nếu như anh em sở hữu một chiếc Legion 9i và một người khác cũng sở hữu một chiếc Legion 9i, thì hai cái họa tiết trên cái mặt A này là hai cái họa tiết hoàn toàn khác nhau, và nó sẽ không giống bất kỳ một chiếc laptop nào. Thì đó chính là cái điểm đặc biệt. Và cái màu sắc mà Lenovo gọi chiếc cái chiếc máy này là màu carbon black. Anh em sẽ thấy là toàn bộ cái phần khung của máy này sẽ được hoàn thiện bằng hợp kim nhôm và magie. Chính vì vậy mà nó đem lại cho cái chiếc máy này một cái cân nặng nằm trong cái ngưỡng chúng ta vẫn có thể thoải mái, hay là chúng ta vẫn có thể dễ dàng để mang đi mang lại di chuyển cho một cái cấu hình siêu khủng siêu mạnh như thế này. Những chiếc laptop khác á, nếu mà anh em để ý nha, nó trang bị cấu hình tương tự như Legion 9i thì nó phải rất dày và nó phải rất nặng. Đầu năm mình dùng LG Strix K18, một chiếc laptop lên đến là 3 kg, và nó rất là to và rất là dày, cấu hình thì tương tự như Legion 9i. Còn với Legion 9i, cái cảm giác khi mà anh em nhìn vào chiếc máy này á, anh em sẽ thấy giống như là nó được trang bị một cấu hình không phải là 4090, cũng không phải là Core i9-13980HX, mà là một cấu hình thấp hơn, nhưng không, nó là cấu hình mạnh mẽ nhất trên laptop. Thì anh em sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái bề mặt rất là lớn ở phía trên này. Thì cái bề mặt này để làm gì? Cái bề mặt này đó là để cho phục vụ cái công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng ở bên dưới. Thì cái công nghệ này được Lenovo họ hợp tác với lại Cooler Master, và họ tối ưu riêng dành cho Legion 9i. Cho nên là cái cách thiết kế về cái linh kiện, cách thiết kế về cái bo mạch trên cái chiếc máy này nó cũng rất là khác so với chiếc laptop khác. Với những chiếc laptop khác, anh em chỉ cần mở cái mặt D ra là anh em có thể tiếp cận được đến cái việc là anh em có thể nâng cấp về RAM, hay là anh em có thể nâng cấp về SSD. Nhưng với chiếc máy này thì cái bo mạch chủ nó lại được lật ngược lại. Tức là cái phần thay RAM hay là cái phần mà anh em có thể nâng cấp SSD nó nằm ngay trực tiếp dưới cái khung bàn phím này, tức là nằm trực tiếp dưới cái mặt C. Cho nên khi mà anh em tháo cái mặt D ra, anh em gỡ cái phần mainboard ra, anh em phải lật ngược lại, thì lúc này anh em mới có thể tiếp cận được đến cái việc là anh em thay RAM hay là anh em nâng cấp SSD. Và cái hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng nó cũng sẽ nằm vào ngay cái vị trí này. Đó, tức là cái phần bơm nè, rồi những cái ống dẫn nhiệt và cả ba cái quạt tản nhiệt nữa, nó sẽ đều nằm ở cái vị trí phía trên này. Cho nên về cái việc mà nâng cấp á, chiếc máy này chúng ta có thể nâng cấp được RAM tối đa là 64GB và SSD. Nhưng cái việc mà nâng cấp nó không phải là cái việc dễ dàng như là những chiếc laptop khác. Đó là bởi vì cái cách mà Lenovo họ thiết lập, họ thiết kế phần linh kiện bên trong nó sẽ tương đối khác so với chiếc laptop khác. Anh em nhìn từ bên hông nè, anh em sẽ thấy là Legion 9i nó thực sự rất là mỏng. Và cái phần màn hình của nó cũng vậy, cái phần màn hình của nó cũng sẽ rất là mỏng. Đó, và khi mà anh em đóng cái máy này lại, nó sẽ chỉ có cân nặng là 2,5 kg, và anh em thấy mình cầm trên tay quá mỏng so với lại cái tưởng tượng của mình. Mình thấy cái chiếc máy này tại sự kiện Lenovo Legion APEC ở Singapore, mình đã ấn tượng ngay về cái ngoại hình của nó, ấn tượng ngay về cái độ mỏng của nó. Ngay từ khi mình nhìn nó từ xa, mình thấy chiếc laptop này nó quá mỏng, và những thứ còn lại thì nó lại quá là khủng khiếp cho một chiếc laptop gaming. Đi về màn hình thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với độ phân giải rất là cao, đó là 3,2K, tức là 3200 nhân cho 2000, tỷ lệ là 1610, và nó có một tấm nền IPS với đèn nền là mini LED. Cái điều đặc biệt trên cái màn hình của Legion 9i đó chính là nó sẽ có bốn cái viền, bốn cái góc cạnh đó, của bốn cái viền màn hình nó được bo cong nhẹ. Đây là cái chi tiết rất là hiếm thấy trên laptop gaming nói riêng và trên laptop Windows nói chung, bởi vì
cái việc mà bo cong ở bốn cái góc viền này nó sẽ đem lại một cái trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng. Có thể anh em không để ý nè, nhưng mà khi mà anh em nhìn vào một chiếc laptop như là Legion 9i đi, thì anh em sẽ thấy một cái sự liền lạc từ cái việc mà anh em nhìn cái phần khung viền này cho đến anh em nhìn vào cái phần tiếp giáp và anh em nhìn vào cái phần màn hình. Ngay cái góc này nó được bo cong từ bên ngoài vào bên trong, và nó sẽ tạo ra cho anh em một cái trải nghiệm nó thích mắt hơn rất là nhiều. Thì đây là một cái chi tiết nhỏ nhưng mình đánh giá rất là cao trong cái việc hoàn thiện cái chiếc máy này của Lenovo. Thì cái kiểu vật liệu hoàn thiện của Lenovo với chiếc máy này, đặc biệt là khi mà sờ vào cái phần mặt A này và sờ vào cái phần mặt C, thì cái cảm giác của mình rất là giống với lại những chiếc Lenovo ThinkPad. Bởi vì cái kiểu hoàn thiện giống như là được phủ lên một cái lớp nhung mềm, và khi mà anh em sờ vào rất là thích tay và nó rất là êm ái với cái bàn tay của mình, chứ nó không lạnh toát như là những chiếc máy được hoàn thiện bằng mạch nhôm hay là được CNC một cách sắc ha. Thì nó cho mình một cái cảm giác nó mềm mại hơn, nó thoải mái hơn. Và những cái vật liệu cao cấp bây giờ cũng được cái nhà xuất họ chú trọng hơn trên những laptop gaming cao cấp. Nó tương tự như với điện thoại vậy. Ví dụ như với điện thoại thì anh em sẽ thấy là vật liệu nhôm, vật liệu thép, hoặc là gần đây là anh em thấy là chúng ta sẽ có cái vật liệu titan ha. Thì ở trên những chiếc laptop gaming ngoài nhôm thì bây giờ Lenovo họ đã đem carbon, họ đã đem những cái sự đặc biệt trong cái thiết kế lên cái dòng laptop gaming cao cấp của mình. Về bàn phím thì như mình đã chia sẻ lúc nãy là chúng ta hoàn toàn có thể thay những cái keycap, và chúng ta có thể thay những cái switch ở bên dưới bằng những cái switch và keycap mà Lenovo tặng kèm. Ở trên trang chủ của Lenovo thì họ bán rất là nhiều ha, họ bán còn rất là nhiều những cái loại keycap khác nữa, thì anh em có thể thay vào trong này. Còn cái bộ đi kèm thì anh em sẽ chỉ thay được tối đa là 8 phím thôi. Đó. Và cái bàn phím của Legion 9i nó vẫn là cái bàn phím full size, và nó được đẩy xích xuống một chút xíu để nó dành cái không gian phía trước cho cái công nghệ tản nhiệt của cái chiếc máy này. Cho nên là khi cái phần bàn phím nó bị đẩy xuống phía dưới thì cái phần trackpad nó sẽ bị cắt đi về chiều rộng, mà nó sẽ thiên về cái chiều dài hơn. Cho nên là nếu mà anh em so với lại những chiếc laptop gaming khác á, thì cái trackpad của Legion 9i nó không lớn hơn so với lại những dòng laptop gaming cao cấp hay là những dòng laptop gaming có kích thước màn hình lớn. Tuy nhiên về cái khả năng tracking của cái trackpad này thì thực sự rất là tuyệt vời. Cái độ chính xác của nó rất là cao, và cái cảm giác đa điểm nè, anh em vuốt qua vuốt lại nè, nó đều rất là tuyệt vời trên cái một cái trackpad dành cho laptop gaming, bởi vì cái trackpad này nó vẫn được là phủ kính. Rồi về cổng kết nối thì Lenovo anh em sẽ thấy là họ đặt gần như tất cả mọi thứ về cái phần mặt phía đằng sau như là truyền thống của dòng Legion từ trước đến nay. Và hai bên hông thì chúng ta sẽ chỉ có thêm một cổng USB A nè, một cổng USB C nè. Chúng ta sẽ có bên này là một cái khe thẻ SD cũng như là jack 3.5. Khe thẻ SD là một cái yếu tố mình cực kỳ thích, bởi vì mình làm về hình ảnh rất là nhiều. Và cái việc mà có thêm khe thẻ SD, chúng ta sẽ không cần phải quan tâm đến việc là chúng ta sẽ có thêm một cái hub nữa. Mình cực kỳ thích chi tiết này. Và không nhiều những chiếc laptop gaming trên thị trường hiện tại nha, nó có khe thẻ SD này đâu, mà Lenovo Legion 9i nó lại được trang bị cái điều đó. Chứng tỏ rằng là cái chiếc máy này nó không chỉ đơn thuần là dành cho những anh em chơi game, mà dĩ nhiên là những anh em làm về đồ họa, những anh em làm về thiết kế hay làm về hình ảnh, anh em vẫn có thể sử dụng chiếc máy này. Bằng chứng là được Lenovo trang bị khe thẻ SD. Và cái màn hình của Legion 9i nó cũng là một cái màn hình được tối ưu không chỉ cho game mà nó còn cho đồ họa, bởi vì cái chất lượng hiển thị của nó rất là tốt, độ sáng rất là cao và viền thì mỏng nè. Tất cả mọi thứ trên cái màn hình này đều rất là tuyệt vời cho một chiếc laptop gaming. Cái công nghệ tản nhiệt mình sẽ nói thêm một chút xíu, thì hệ thống tản nhiệt nước được tích hợp vào chiếc máy này là sự hợp tác giữa Lenovo và Cooler Master. Và cái nhiệm vụ chính của nó sẽ là tản nhiệt cho GPU, và nó sẽ chỉ kích hoạt khi GPU của anh em đạt cái ngưỡng nhiệt độ là 84 độ C. Và ngay tại cái thời điểm đó thì cái hệ thống này nó sẽ hoạt động và nó sẽ làm giảm cái nhiệt độ của GPU xuống để chúng ta có được một cái hiệu suất ổn định nhất. Chi tiết hơn cũng như là có những cái hình ảnh chi tiết về cái hệ thống tản nhiệt này thì mình sẽ có một cái video khác gửi đến với anh em trong một vài ngày tới. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhanh gọn về cái hệ thống tản nhiệt như vậy thôi. Và bên dưới chiếc máy này chúng ta cũng sẽ có đến 3 quạt tản nhiệt, và hai trong số đó nó sẽ phục vụ cho GPU, cho VRM và những cái linh kiện khác, và một cái còn lại sẽ dành cho CPU. Tổng công suất của cái hệ thống này sẽ lên đến là 300W, xấp xỉ là 300W cho cả CPU lẫn GPU.
Và như mình đã chia sẻ lúc nãy á, RAM anh em hoàn toàn có thể nâng cấp được và SSD anh em cũng hoàn toàn có thể nâng cấp được, nhưng mà mình nghĩ SSD thì không cần đâu bởi vì đã là 2TB rồi. Còn RAM thì anh em có thể nâng cấp thêm để lên 64GB. Tuy nhiên như mình đã nói lúc nãy á, là cái việc nâng cấp RAM nó sẽ hơi khó khăn một chút xíu bởi vì anh em sẽ cần phải lật ngược cái mainboard này lại thì anh em mới có thể tiếp cận đến cái khu vực để nâng cấp RAM. Về pin thì chiếc máy này chúng ta sẽ có dung lượng pin tối đa để anh em có thể mang được lên máy bay, đó là 99,99 Wh. Còn cái thời gian thực tế sử dụng chiếc máy này trong những cái tác vụ hàng ngày thế nào thì tinh tế bọn mình chắc chắn sẽ có những cái nội dung khác gửi đến với anh em về trải nghiệm chi tiết hơn về Legion 9i ha, thì anh em có thể đón xem ở trên tinh tế.vn nha. Một vài cái chi tiết khác trên chiếc Legion 9i này, đó là nó sẽ được trang bị nền tảng Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 và webcam là 1080p, và nó sẽ đi kèm với lại một cái e-shooter ở đây để anh em có thể tắt nhanh cái camera này. Thì nó sẽ tương tự như là trên những cái dòng Lenovo ThinkPad hay là những dòng Lenovo ThinkBook. Ok, nói chung thì Legion 9i là chiếc laptop gaming vô cùng mạnh mẽ với cấu hình đỉnh chóp ở thời điểm hiện tại. Và dĩ nhiên cái mức giá của nó thì nó cũng sẽ rất là cao, lên đến là 136 triệu đang được bán tại thị trường Việt Nam luôn. Đó, thì anh em có thể tìm đến những cái đại lý, những cái cửa hàng để anh em có thể mua chiếc laptop này, hay là anh em nếu có quan tâm thì mình không chắc là những cái cửa hàng đó họ có trưng bày những cái chiếc Legion 9i để anh em trải nghiệm không ha, thì anh em có thể đến đó để có thể, nếu mà có thì anh em hãy trải nghiệm thử qua và anh em cho mình cái cảm nhận cũng như là bây giờ anh em nghĩ sao về Lenovo Legion 9i thì hãy để lại lại phía bên dưới nha. Và nếu như em thấy hay thì quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tinh Tế, và mình là Gia Huy. Hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.